Mùa đều chín. Chín hết rồi. Mùa đều chín hết rồi. Con nào? Thế đang lên mẹ. Điều Đắk Lắk rụng không rồi à? Điều Đắk Lắk trên cây à? Quả đây đó, rụng ở trên cây còn đây nó cái đen. Nên đen đen đen. Bé mà cả to. Hơi lắng tí. Đây là muộn đấy. Cháy hết rồi. Cháy đèn, cháy đèn. Đẹp quá. Điều không nhặt mà đi quay video nghịch. Đó, mấy cái điều con này. Mấy chồng này. Quả nhớ nha, từng chùm to. Rụng này không quay được. Tập đoàn đúng ha. Cái điều bé xí người này được bên trong năm ngoái sâu quả thì đấy chín hết rồi. Đây về muộn quá không quay được. Trộm trộm trộm. Trộm đấy. Trộm. Đây là trộm. Quá sai cho nên là nhặt đau cả lưng rồi. Không hết. Dưới đất nó chín thế này. Trên cây nó thế này. Xin hết rồi. Chắc phải mua cái khác để quay phim quá. Chẳng nhìn thấy gì.
Điều bắt đầu chín rồi. Đấy, mấy nọ ông quay cái cây này. Vàng ra đẹp. Đỏ chót. Cái bức tường kia nó ấy rồi nhá. Chín hết à? Cái bức tường chín hết à? Cái bức quang rồi. Biết được bao nhiêu ký chưa tất? Nhập chậm quá. Mà đi quay điều. Những cái hạt nó đẹp lắm nhá. Thôi đi về đi. Quả nó trắng muốt. Nha. Hạt nó trắng như thế này. Phun bao nhiêu là ấy đây. Xin mát. Siêu canxi. Siêu canxi bò. Còn gạt làm gì nữa? Còn đem đống chưa? Còn sớm. Còn nốt cây này canh này thôi. Dạ đi. À, kéo cái gì đây? Gom đống rồi nhỉ. Ôi trời. Tối om. Tối nhìn rõ này. Xin hết rồi. Lần nào qua cũng hết pin. Thiên nhiên hồng ví. À, mấy rừng Tây Nguyên. Xem cánh đồng rồi. Đỉnh Chư Giang Xin. Về thôi. Nhìn trinh kia nó là hố cà đẹp nhỉ. Chắc phải mấy nghìn hố à. Túc túc thôi đi về.
Đây là những trái điều túp túp. Tắt nguồn.